hay đừng còn hoa hình nha. Này chắc cũng tầm 200 g. Này là hoa hình mới vô, chuột còn nguyên. Đây một con câu chủ chị ạ, một con nha, đây con hành, một bé nữa nha. Hôm nay dừng dời qua bên kia hết luôn nha, gom là dời qua bên kia hết luôn. Cái nè bữa giờ thì tâm hơi bị dạng chứ, bây giờ các bạn nó im quá không có, giờ đi luôn. Ê con còn nữa, còn nữa. Ê, một con đây, con nữa, hoa hành nữa. Ê, con nó im ơi, cô chú chịu đi. À, đây bé hoa hành nó mình cũng không có vậy. Ngon ạ. Rồi, còn trong đây cái nữa. Rồi, ở trong đây. Đây. À, cho nó còn nguyên, để chuột còn sống. Cắn đứt dây hết rồi, cắn đứt dây rồi làm ẩu. Ăn chuột nó nóc không nè. Này mới vô. Đi thăm hết luôn cái của mình nè, cuốn luôn, mình bắt lần một luôn. Ở dưới mé này con cái nè, đâu ta, đặt dưới mé này cái mặt đâu ta, hơi gần đó kìa. Đây nhìn đây chú anh chị ạ. À, thì cái này còn nguyên. Mọi người
xem giảm khô này em đặt nha, 10 cái. Mới thêm được 4 cái. À, con các bạn. Đây đừng còn hô hình nha. Này chắc tầm 200 g. Đây là hô hình. Chắc mới vô. Chuột còn nguyên. Cái này tầm 200 g. Mới vô. Đây mình có thăm mấy cái lọc gắn luôn nè, cuốn luôn như là sang về luôn. Ê, được con hô hành nha cô chú anh chị ơi. Ơi con hô hành à, rồi hên này mình thăm chứ không thăm là chết queo rồi đó, kẹt cái đầu nè, rút cái đầu ra nè, không thăm là ngủm luôn rồi, gỡ cái đầu được rồi, thôi chết ngắt rồi. Nhưng bên đây mình có đặt một cái nha. Anh có cô chú chị. Đây. Đây là hoa hình. Hoa hình của chú chị. À có nè. Con này chắc cũng bằng con nửa tí á. À. Tới. Này tầm 3 lạng ạ. Con bự. Ôi. Rồi, kỳ trời cũng sắp tối rồi cô chú anh chị. Thì hiện tại trên tay Dương thì được 4 con hổ hành nè. Đó. 4 con này chắc cũng tầm cỡ hơn ký ạ. Thì Dương bắt tất cả rồi được 4 con. Giờ cũng chạy sắp tối rồi, Dương sẽ quay về. Dương chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị clip đi thăm sau mình sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị em nha. Đây. Mệt quá cô chú anh chị ơi. Rồi trở về thôi. Trời cũng đã tối rồi.